Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tôm Mobile. Như thường lệ thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn thông tin của một buổi flash sale mới diễn ra vào chủ nhật tuần này tại Tôm Mobile. Thì đến với buổi flash sale tuần này thì chúng ta sẽ có những sản phẩm hot hơn. Và những sản phẩm đó là gì thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ok, sản phẩm đầu tiên mình muốn đem đến buổi flash sale tuần này đó chính là iPhone 6s 16GB phiên bản quốc tế, sẽ có mức giá là 3.790.000 đồng. Tiếp theo, nếu như các bạn không thích sản phẩm đến từ Apple thì mình sẽ mang đến cho các bạn một thông tin khác về những sản phẩm của Xiaomi, đó chính là chiếc Xiaomi Mi Max 3 bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, cũng như là chiếc Xiaomi Mi 8 SE phiên bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong với mức giá là 5.490.000 đồng cho cả hai sản phẩm đó. Nếu như các bạn là học sinh, sinh viên, các bạn không có một túi tiền dư giả cho lắm thì bây giờ mình sẽ mang đến cho các bạn một ưu tiên khác. Nó sẽ có phân khúc giá là dưới 2 triệu đồng, đó chính là chiếc Honor 7S với mức giá chỉ là 1.690.000 đồng mà thôi. Ok, và đó là những sản phẩm flash sale của tuần này. Tuy nhiên, nếu như các bạn thích một sản phẩm nào đó mà không có nằm trong danh sách trên thì các bạn cũng sẽ được giảm trực tiếp 100.000 đồng vào hóa đơn. Ngoài điện thoại ra thì bên mình cũng sẽ có giảm giá một số phụ kiện, ví dụ như là cáp micro USB của Energizer với mức giá chỉ là 29.000 đồng. Tiếp theo là tai nghe Bluetooth Remax SBS6 với mức giá là 399.000 đồng. Và cuối cùng sẽ là một cục pin sạc dự phòng của Remax sẽ với mức giá là 199.000 đồng. Ok, và đó là thông tin của buổi flash sale của tuần này. Và nếu như các bạn đến sớm thì các bạn sẽ có cơ hội sở hữu những sản phẩm đó. Và nếu như các bạn muốn mình làm một buổi flash sale của tuần sau có những sản phẩm hot nào thì đừng quên để lại phần bình luận phía dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. When I'm on the rails.